Chiều ngày 28 tháng 12, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội cho biết, bệnh nhân KVHM, người nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại Việt Nam, hiện có sức khỏe ổn định, chưa biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Các bác sĩ chẩn đoán đây là ca COVID-19 không triệu chứng, nguy cơ thấp. Bệnh nhân được cách ly tại phòng riêng biệt và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Trước đó, ngày 19 tháng 12, Bệnh viện 108 tiếp nhận một ca COVID-19 là hành khách trên chuyến bay Bamboo Airways QH9028 từ Anh về Việt Nam. Người này test nhanh dương tính với nCoV, được đưa bằng xe chuyên dụng về khu cách ly của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Do bệnh nhân có yếu tố dịch tễ trở về từ Anh, nên bệnh viện giải trình tự gen mẫu bệnh phẩm hôm 20 tháng 12 bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới sử dụng công nghệ Oxford Nanopore ONT. Kết quả nghi ngờ nhiễm biến chủng Omicron. Tuy nhiên, do biến chủng này có chứa đến 36 đột biến trong gai protein, trong đó có một số đột biến điểm, đột biến mất đoạn, trong lần giải trình tự gen này còn chưa rõ ràng. Do vậy, ngày 21 tháng 12, bệnh viện tiếp tục lấy mẫu giải trình tự gen. Kết quả xác định bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron B11529 với 34 đột biến trên protein gai.